đâm chá chá cương chôn bao dưỡng dân bạc lưng hay dân đặt trên chá chô nè trên chá đấy dân chạy chô tới hay dân đặt tâm so chô dân bằng bông ở bên ngôi lò tới tâm về chui hết dân đặt kềm bột mì chối chim co về chui đặt no chỗ chặt rơi chưa mình tay việc nặng một tay no hai bông có riêng nặng hai một tay chân ba hai trường nữa người hai dân đặt ở trong để dân việc cho mấy người này ngọ là rồi đi chỗ ha trường tròn sang trọc tròn thì mình trường nha nha bọn bọn dương anh mình ngoái dương đặt lực mà đi chơi của bạn nhé rồi dương ở bàn họ dương mình ngoái trên trên cái đôi chia mà cái sao ấy rồi hai đứa chúng đặt một cái sao dương đặt tập trung tới mà mình đi chơi chia bàn đó nên là dân đặt nặng tất nhiên khăn tất tay tới dưới ở đó dân chơi chiếc hay dân rồi chắc nào là tôi lấy dân đặt tất một cái chất là bây giờ ngọt đi và dân chơi chiếc một nông tròn đấy hay dân một sạc thay mấy thì dân ngọt đặt bằng lại lấy dân lộn tới riêng xa mình thấy thì lại chúng đặt lại tới như như hơi thật xa quá đi cầm thật xa đi cầm thật xa thì tới như chúng đặt ở từ đây cho mình chạy kia tới tới bằng hơi riêng xa mà nó ăn xa mà mệt thì dân đã trong khá dân đã một tay sao để dân chật đuôi sạch đấy đã cho tới lấy hai dân chăm vui rồi ở hai dân đặt lớn dân đặt lớn tới mẹ rồi ra lắm dân ngờ trong cha kêu chỉ môi nâng bàn lại mà tay lao tay lao
lụa từng ngọc này bông con đấy dân chập đàm lụa chạc chóng nè cả đàm hơi hơi chạc chóng chạc rương chóng chứ mùi mà tê phào đấy dân ngọc lụa xạ mớ nè chóng á nè nó dùng lụa ngành anh ấy chứ ngành mà giang pi sẽ cố tham tay plastic cố và chứ ngành mà giang thôi rồi dốc trông mà cha nó có chứ ngành mà giang đá play giống như lụa mặt tiếp đặt cho môi nó bình lại mà tay plastic chụp chụp lỗ nó bong bốn lụa xả mơ mặt tiếp mình rất thích ngay ngay mình tên mong bốn cha xạ mơ được nhầm tới nè cha cho cương cho mùi mà tay phào ở con trai này bàn tay nan đi đâu bọc nhóm chấm riệp lia